Thưa quý vị, thưa bà con, bệnh viêm da nổi cục trên châu bò hiện đang có diễn biến phức tạp và được dự báo là sẽ tiếp tục lây lan trên diện rộng trong thời gian tới khi thời tiết thay đổi, mùa của các loại vector truyền nhiễm như là ruồi, muỗi, ve hay là mòng phát triển. Trước tình hình đó, thì nhiều địa phương đã triển khai hàng loạt các biện pháp để ứng phó. Một trong số các địa phương đó chính là tỉnh Nghệ An. Nghệ An, tỉnh có 750.000 con châu bò, chiếm 9% tổng đàn châu bò của cả nước, chủ yếu là chăn nuôi hộ gia đình nhỏ lẻ, nên việc kiểm soát dịch bệnh rất khó khăn. Thời điểm này, dịch bệnh đã lan rộng tại hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh. Địa phương hiện đã tiêm phòng cho gần 230.000 liều vaccine viêm da nổi cục cho châu bò, cấp 13.000 lít hóa chất để tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi. Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì tính đến ngày 10 tháng 5 năm 2021, Việt Nam đã có trên 1.660 ổ dịch viêm da nổi cục trên đàn châu bò và xảy ra tại 1.622 xã thuộc 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố, với tổng số gia súc mắc bệnh là trên 44.700 con, số chết và tiêu hủy đã lên tới 5.100 con. Và trước nguy cơ dịch bệnh vẫn sẽ còn lây lan và diễn biến phức tạp như hiện nay, thì người chăn nuôi sẽ cần phải thực hiện những giải pháp gì để có thể phòng và chống được căn bệnh này, thưa chuyên gia Trương Văn Dung ạ? Vâng, thưa quý vị, thưa bà con, thì đối với bệnh viêm da nổi cục ấy, thì người ta đã xác định từ lâu rồi, tức là bản thân nó là do virus gây ra. Và cái virus này thì có thể nói rằng nó cùng họ với cái virus đậu dê. Cho nên đã là virus thì chúng ta phải phòng bệnh, chủ yếu vẫn là sử dụng một vaccine. Thế thì có một điều rất là lý thú ở hiện nay là Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã cho phép nhập khẩu cái vaccine từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Việt Nam. Thế thì cái vấn đề muốn phòng được bệnh thì chúng ta phải sử dụng vaccine phòng bệnh. Nhưng mà sử dụng vaccine phòng bệnh ở cái giai đoạn này, chúng ta phải hết sức chú ý những con đang bị bệnh thì chúng ta không nên tiêm phòng. Và để cho nó ổn định sau đó thì chúng ta mới tiêm phòng. Vấn đề thứ hai là khi bắt đầu mùa hè đến, thì có thể nói rằng là cái vector truyền bệnh, đó là con ruồi, con mòng, nó là những cái con mà nó có thể là truyền bệnh. Thế thì tất cả những cái khu vực mà chăn nuôi, chúng ta phải thực hiện vệ sinh tiêu độc thật tốt và dùng thuốc han tốc, là cái thuốc mà tiêu diệt côn trùng, tức là ruồi mòng, để mà chúng ta tiêu diệt cái vector, bởi vì nó muốn truyền bệnh được phải có vector, đúng không? Chúng ta cắt đứt một khâu của vector đi thì cái khả năng truyền bệnh nó cũng hạn chế. Chúng ta cần phải chú ý như vậy. Dạ vâng ạ, và một trong những giải pháp hiệu quả nhất để có thể ứng phó với dịch bệnh viêm da nổi cục như là chuyên gia cũng vừa chia sẻ, đó là chúng ta cần phải tiêm vaccine cho đàn châu bò. Vậy thì trước và sau khi tiêm vaccine thì bà con nông dân sẽ cần phải chú ý những gì ạ? Vâng, đối với cái bệnh viêm da nổi cục thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải hết sức chú ý thế này. Đối với những cái vùng mà thì thực ra nhiều khi chúng ta không biết được là virus nó đã xâm nhập vào hay chưa, bởi vì nó có thời gian nung bệnh rồi sau đó bắt đầu mới phát bệnh. Thế thì để tránh cái hiện tượng bị thiệt hại thì chúng ta nên sử dụng những cái thuốc, ví dụ như là chẳng hạn như chúng ta dùng cái vitamin tức là cái caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C, ta tiêm bắp cho nó một lần trên ngày, tiêm khoảng 3 ngày liền trong thời gian ta tiêm vaccine. Thứ hai là chúng ta dùng cái catosan, là cái thuốc bổ, ta tiêm lần trên ngày, tiêm khoảng 3 ngày, thì như vậy nó hạn chế tối đa cái khả năng cái tác động, cái stress do cái quá trình sử dụng vaccine gây lên, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ ổn định và phát triển tốt. Dạ vâng, xin được cảm ơn những khuyến cáo rất là chi tiết và sát sao vừa rồi đến từ chuyên gia chăn nuôi. Và thưa quý vị, thưa bà con, ngay sau đây sẽ là những câu hỏi khác mà chúng tôi đã tiếp nhận được thông qua hệ thống tổng đài 1900-6145. Một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực trồng trọt đến từ khán giả Hưng Huy Giàng, số điện thoại 0867, 3 số cuối là 816 ở Thanh Hóa, với nội dung câu hỏi như sau. 1.000m2 chè xanh trồng được 3-4 năm, cây có hiện tượng vàng lá, cháy lá rồi chết. Khán giả vẫn chưa biết dùng thuốc gì, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Với câu hỏi này, chúng tôi xin chuyển tới tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung ạ. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Cái hiện tượng cây chè mà vàng lá rồi cháy lá rồi chết thì chúng ta đã bắt gặp rất nhiều ở các cái vùng như là Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, những vùng chè lớn của nước ta. Thế và hiện nay người ta đang xác định các cái nguyên nhân, nó có rất nhiều nguyên nhân gây ra cái hiện tượng này. Ví dụ như là nấm ở trong đất gây vàng lá thối rễ, thế rồi tuyến trùng nó tấn công vào đất, nó cũng gây cái hiện tượng cháy lá, rồi nấm nó cũng gây cháy lá. Thế và một số loài vi khuẩn và một số những cái nguyên nhân khác nó gây đến hiện tượng này. Thế và không biết là cái vườn chè nhà bác 1.000m2 này nó bị nhiều hay ít.
nếu như nó bị ít thì chúng ta nên nhổ bỏ và chúng ta tiêu hủy những cây này, bởi vì nó cháy lá rồi và bác đã nói là nó chết rồi, thì nó nặng rồi, thì chúng ta phải nhổ bỏ, chúng ta tiêu hủy và chúng ta xử lý cái đất ở vùng đó, và chúng ta phòng ngừa cho những cây chưa bị bệnh bằng các biện pháp như sau. Nếu cái tỷ lệ, cái mật độ cây nó mà còn ít thì chúng ta có thể đào bỏ, xong chúng ta xử lý những cái gốc nó đã bị chết ấy, xử lý đất ở cái vùng đó ấy, bằng các cái thuốc như là Iprodi-1 hay là Difenoconazole hay là vôi bột. Đấy, thì chúng ta xử lý để cho nấm và vi khuẩn nó ở cái vùng đó nó chết hết đi, nó không lây, nó không còn để nó lây lan sang những cây bên cạnh, bởi vì nó lây theo nguồn đất, nguồn nước, rồi là không khí ở bên trên. Đấy, bào tử nấm nó lây bằng nhiều phương thức như thế. Thế và những cây còn lại chưa bị bệnh thì chúng ta nên tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục, vì đằng nào hàng năm chúng ta vẫn phải bổ sung phân hữu cơ hoai mục rồi NPK cho cây chè, thì chúng ta nên bón là phân hữu cơ hoai mục cộng với lại phân lân cộng với Trichoderma. Thì các bác mua những cái chế phẩm Trichoderma đã được phép lưu hành trên thị trường đấy, thì trên đó có hướng dẫn cái cách ủ với phân chuồng với phân lân đấy, để cho cái hiệu quả của nấm Trichoderma nó tốt hơn thì chúng ta bón vào, hoặc là chúng ta mua các cái chế phẩm phân bón vi sinh vật đa chức năng đấy, chúng ta cũng bón vào trong đất thì nó sẽ những cái vi sinh vật có ích thì nó sẽ phát huy tác dụng, nó ngăn ngừa những cái nấm hoặc là vi khuẩn hoặc xạ khuẩn có hại ở trong đất, thì nó sẽ không gây ra cái hiện tượng vàng lá, thối lá, cháy lá ở trên cây chè, thì may ra nó mới hạn chế được cái bệnh này. Bởi vì cái bệnh này nó rất nhiều nguyên nhân nó gây ra, cho nên nó rất là khó để hạn chế nó, thì chúng ta cũng phải áp dụng nhiều biện pháp, kể cả sinh học, kể cả hóa học, để ngăn chặn cái những cái nguyên nhân nó gây bệnh thì mới cứu được vườn chè. Dạ vâng, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia trồng trọt. Và thưa quý vị, thưa bà con, chúng tôi cũng xin được lưu ý tới quý vị và bà con, sau khi quý vị và bà con đặt câu hỏi với hệ thống tổng đài 1900 6145, thì chúng tôi cũng khuyến khích quý vị sẽ chụp ảnh và gửi về cho chương trình theo địa chỉ email là tổngđai.nongnghiep.vtc16a@gmail.com. Khi mà có những hình ảnh này thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ chẩn đoán bệnh một cách chính xác và hiệu quả, nhanh chóng hơn rất nhiều. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi khác liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y. Câu hỏi của khán giả tên là Dũng, số điện thoại là 0357, 3 số cuối 013 ở Thanh Hóa, với nội dung như sau. Lợn nái đang mang thai được 20 ngày, tuy nhiên 4 ngày gần đây thì lợn có hiện tượng bỏ ăn, sốt tới 38 độ và sau khi tiêm thuốc gluco và hạ sốt thì lợn bị nôn mửa và táo bón. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Chúng tôi xin mời chuyên gia Trương Văn Dung tư vấn câu hỏi này ạ. Vâng, xin chào khán giả Dũng. Thì với cái dấu hiệu như vậy thì tôi cho rằng là nó có dấu hiệu của cái bệnh phó thường hạ. Thế và tôi cũng lưu ý rằng là khán giả chắc nhầm lẫn. Tức đối với nhiệt độ của lợn là 38 độ, 38 độ 5 thì vẫn là cái nhiệt độ bình thường. Đấy, cho nên chúng ta cần phải kiểm tra lại về cái nhiệt độ. Đấy, vì tất nhiên đối với bệnh phó thường hàn thì thường bao giờ nhiệt độ nó cũng là lỗng sốt. Nó phải là 39 độ và 39 độ 5 chứ chúng ta không thể. Bởi vì đối với nhiệt độ bình thường của lợn là 38 độ rồi và 38 độ 5 là bình thường. Đấy, cho nên chúng ta cần phải chú ý. Nhưng mà trong trường hợp này thì tôi cho rằng là nó bị bệnh phó thường hàn. Thế bệnh phó thường hàn ấy thì ở giai đoạn đầu, cho nên là tôi tư vấn là nên sử dụng cái thuốc endoflurazine hoặc là cái fluoxetine hoặc là ceftiofur hoặc là có thể dùng trimetoprim kết hợp với sulfametoxazole đều được. Để lựa chọn một trong thuốc đó, chúng ta tiêm bắp cho nó một lần trên ngày và tiêm bắp liên tục trong vòng 5 ngày, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta điều trị cái nguyên nhân gây bệnh này chính thì chúng ta cần phải nâng cao sức đề kháng cho nó, đặc biệt nó đang thời kỳ mang thai. Thế thì chúng ta dùng thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C, chúng ta tiêm bắp cho nó một lần trên ngày và tiêm bắp liên tục trong 3 ngày để cải thiện về hô hấp và tuần hoàn. Thế còn phải kiểm tra lại nhiệt độ. Nếu mà nhiệt độ nó 39 độ thì chúng ta cũng tiêm allergen C. Còn nếu mà không phải chưa lên cao như vậy thì chúng ta cũng chưa nhất thiết phải tiêm. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải chữa cái triệu chứng ở đây là gì, cái vấn đề nó bị nôn mửa. Nôn mửa thì chúng ta dùng cái thuốc atropine, chúng ta tiêm bắp lần trên ngày, tiêm bắp được khoảng 3 ngày thì như vậy nó sẽ ngăn cản cái hiện tượng mà bị nôn mửa. Thế và để chữa cái triệu chứng tức là bị táo bón thì chúng ta sử dụng cái sulfapanye, chúng ta cho uống một lần trên ngày, cho uống khoảng 3 ngày thì như vậy nó nhuận tràng và nó sẽ hết cái táo bón, và cũng nên bổ sung thêm rau xanh cho nó,
để vì rau xanh nó có tác dụng nhuận tràng, thế chúng ta nên như vậy. Thế và chúng ta nên sử dụng thuốc bổ Gattusan 10%, tiêm bắp một lần trên ngày, tiêm bắp 3 ngày liền. Thì tôi nghĩ rằng với cái phác đồ điều trị như vậy là nó sẽ ổn định được. Đấy. Và tất nhiên trong quá trình điều trị chúng ta vẫn phải thực hiện những biện pháp vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi để diệt bệnh ngoài môi trường. Thế và tất nhiên là sau khi bệnh nó khỏi ổn định rồi, thì trong trường hợp mà chúng ta đề phòng thì tôi nghĩ rằng cũng sau khoảng một tháng thì chúng ta có thể sử dụng cái vaccine phó thương hàn để tiêm phòng. Tất nhiên là trước khi sử dụng vaccine phó thương hàn tiêm phòng thì chúng ta nên dùng caffeine kết hợp với vitamin B1C để tiêm bắp trong một lần trên ngày cho 3 ngày trong lúc tiêm phòng. Thì như vậy nó hạn chế đáng kể cái stress do cái vấn đề tiêm vaccine. Dạ vâng, xin cảm ơn những tư vấn vừa rồi đến từ chuyên gia Trương Văn Dung.